Thằng Điên là ca khúc do Hot Streamer Virus và Chetlati đồng sáng tác với giai điệu bắt tai và ca từ vui vẻ, trong sáng. MV được thực hiện khá thú vị với nội dung xoay quanh một cô gái không bình thường do Phương Ly thủ vai. Cô gái đã đem tới cho chàng trai nghèo khổ Lâm Viết Xây niềm yêu đời với những khoảnh khắc ngọt ngào. MV hứa hẹn sẽ là bản hit mới của bộ đôi Chetlati và Phương Ly trên đường đua Vpop tháng 10.